Ok, hôm nay Hơn dẫn các bạn cách để làm sao bổ được cái quả sầu riêng này. Bổ như nào là thế thôi. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bổ sầu riêng làm sao cho đúng, cho chuẩn nhá. Đầu tiên khi sầu riêng chín ấy, thì ở phần ít của quả sầu riêng nó sẽ rõ các cái rãnh để mình có thể tách được các cái múi ra thật là dễ dàng. Đây, rãnh như nào? Như thầy Kim Ba có thể bắn máy sâu vào đây. Rồi, đây. Sâu. Những các cái rãnh nó rất là rõ ra đây. Nó nứt à? Một là nó có thể nứt ra để sầu riêng chín cây. Ok. Hai là nó sẽ hiện rõ các cái rãnh dọc đây. Đây. Đó, các cái rãnh rất là rõ. Đây, mờ đây này đúng không? Đúng rồi. Mờ này. Nó rất là rõ. Đây mờ này. Đó. Rõ đây. Thì mờ này mà rõ. Đấy. Nhưng mà nếu như này là chín ủ à? Đây, đây là người ta chín bằng cách chín ủ, còn chín cây nó rơi xuống nó sẽ lứt ra. Ồ, rơi cây nứt ra. Rơi cây là nó sẽ đa phần nó sẽ lứt. Ok. Đầu tiên để bổ thì chúng ta cần làm cái phần này nó được tách các cái múi ra và mình sẽ lách dao vào. Đầu tiên để tách các cái này ra nhá. Ok. Khi mà khẩy ở cái giữa này ra là nó lứt ra đúng theo đường rãnh ấy đúng không? Đúng rồi. Xong rồi mình sẽ cho mũi dao vào và mình lách mũi dao. Đó. Mình sẽ lách mũi dao theo các đường này. Ừ. Đấy. Ồ, đúng theo cái đường vân của nó đúng không? Đúng rồi. Wow, mùi sầu riêng thật là thơm. Nó đúng theo cái đường vân ấy, nó theo đúng cái múi của nó nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ tách đúng theo múi. Và rất dễ dàng để bóc được những múi sầu riêng ra. Bác và thưởng thức một cách ngon lành. Thật là hấp dẫn. Ồ, tách như là... Chia sẻ thêm với các bạn, ngày xưa tôi từng có kỹ năng sinh tồn 21 ngày trong rừng tại Đắk Lắk. Đắk Lắk là có nhiều cacao đây à? Cacao, sầu riêng, bơ. Đây là phần đặc biệt nhất. Bữa ra. Oh my god. Wow. Hay đấy. Đó. Chỉ có 2 múi chả? Không, có quả sầu riêng có mấy múi? Thường quả sầu riêng sẽ có từ 3 đến 5 múi. Xong rồi đúng không? Đó. Có tay này, vệ sinh tí ông ăn một mình à? Đây là sầu riêng. Chị cầm sẵn thìa đấy. Nhất phải cho lịch sự tí, cho tờ giấy vào em này. Tờ giấy vào đâu? Thôi được rồi, dùng cái thìa xúc được. Ok. Tránh ra đi bạn ơi. Bỏ cái giày ra làm ô nhiễm không khí quá. Trung bình quả sầu riêng có bao nhiêu múi? Trung bình một quả sầu riêng sẽ có từ 3 đến 5 múi. Tùy thuộc vào kích cỡ và cân nặng của quả sầu riêng. Bà này chưa gì đã ăn rồi. Tiếp tục. Từ chứ. Nó bị rụng ra. Rồi. Còn không? Còn. Ồ, bây giờ phải rạch ra từng múi ra trước nữa không? Chín ngon luôn ấy. Cái này cho đánh sinh tố nhỉ? Đây là được 2 múi rồi. Thế còn một múi nữa à? Không. Rơi đất đó. Wow. Ồ, tách ra. Không, cắt cho nó hẳn. Ồ, nó theo múi. Quan trọng nhất là tìm ra là cái khứa của nó đúng không? Đúng rồi. Cái rãnh của nó thì mình tách ra. Vẫn còn đấy. Ủa, còn nhiều phết nhỉ? Trông cái bé mà nhiều phết. Cho thêm cái bát nữa đi. Trung bình quả sầu riêng có bao nhiêu calo ở chip này? 2000 calo. Trong đấy có đạm không? Biết, nó ngon. Trong đấy có thành phần ngon. Cái vỏ kia thì chúng ta có thể làm được cái nguyên liệu gì không? Có sạt cho trẻ quỳ. Một số người còn cái vỏ sầu riêng để đun nước uống. Đun nước uống cái vỏ này á? Vẫn còn, hình như nó vẫn còn cái nữa trong cái rãnh này. Hết rồi. Cho đây còn không? Hết rồi. Hết rồi. Tèn tèn. Nào, ăn thử là chip. Mình sẽ ăn cho các bạn xem. Mình sẽ ăn cục này, nó ngon. Ừ. Úi giời ơi. Có hạt không? Có chứ. Ăn cả hạt đi. Ăn cái là hạt. Ăn được đấy,
Thế thì cho cún. Fan fan sầu riêng và comment, và fan sợ dầu riêng sẽ cũng comment. Là ngon. Ok, đó là cách là chúng ta có thể bóc được quả sầu riêng ra các bạn nhé. Thì nhớ là để ý là cái rãnh của nó, cái vân vân để ý, xong lách dao, xong đập cái, xong tách ra. Nếu không nói chung là phải biết. Vẫn ăn à? Thật là tuyệt vời. Thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe trong video vừa rồi. Cảm ơn Lê Thế đã chia sẻ bí quyết để làm sao bóc quả sầu riêng đơn giản, dễ để cho chúng ta có thể thưởng thức món ăn. Chúc bạn có những giây phút tuyệt vời với sầu riêng. Thôi tớ đi ăn sầu riêng đây. Bye bye.